Trở lại với các thông tin thời tiết đáng chú ý, theo dự báo thì miền Bắc lại sắp có một đợt không khí lạnh về. Vậy thì cụ thể không khí lạnh sẽ về lúc nào và tác động của nó tới các khu vực ra sao chị Lan Chi? Khối khí lạnh mà chị nói thì sẽ về đến nước ta trong đêm nay và rạng sáng mai. Và lần này thì nó sẽ khiến cho thời tiết miền Bắc chuyển mát thôi chứ không lạnh hẳn như là đợt đầu tuần. Dù là vùng đồng bằng như là thủ đô Hà Nội ạ, hay là vùng núi cửa ngõ đón gió lạnh như là Lạng Sơn thì sau khi mà không khí lạnh về, nhiệt độ ban ngày vẫn ở mức là 26 độ, cao hơn đợt trước khoảng 4 đến 5 độ. Không khí lạnh về thì cũng sẽ mang theo mưa dông. Cảnh báo là từ chiều tối này đến ngày mai thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ lần lượt có mưa vừa với lượng là 30-50mm và cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Hà Nội thì ngày mai mới có mưa. Thế còn khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thì từ chiều tối mai đến Chủ nhật sẽ có mưa dông, có nơi mưa trên 50mm. Đang trong giai đoạn giao mùa cho nên là lốc, sét, mưa đá hay gió giật mạnh rất dễ xảy ra trong cơn dông. Vâng, vậy thì ngoài các khu vực phía Bắc thì trong ngày hôm nay có dự báo mưa dông sẽ xuất hiện ở đâu nữa không chị Lan Chi? Với phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng sẽ có mưa dông trong chiều tối nay, thế nhưng mà diện mưa thì khá hẹp ạ. Cụ thể thì sẽ xuất hiện ở một vài nơi thuộc khu vực Nam Tây Nguyên, Bình Phước, Đồng Nai hay là khu vực bán đảo Cà Mau. Từ ngày mai thì mưa sẽ xuất hiện nhiều nơi hơn và cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh, mưa đá đi kèm. Trước khi tăng mưa thì người dân ở Nam Bộ sẽ tiếp tục phải hứng chịu cái nóng trong hôm nay và ngày mai. Nhiệt độ hôm nay vào khoảng 35 đến 37 độ ở miền Đông và An Giang, Đồng Tháp. Ngày mai thì sẽ nóng hơn. Khu vực này có thể đạt 35 đến 38 độ và xuất hiện thêm nắng nóng ở Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang hay là Cần Thơ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, ngày hôm nay có nắng, gió không quá cấp 4. Trái lại thì huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Và cảm ơn chị Lan Chi về những thông tin vừa rồi. Và như vậy thì quý vị ở khu vực Bắc Bộ và Bắc miền Trung sẽ cần phải lưu ý là chiều tối nay đến ngày mai trời sẽ có mưa dông khi không khí lạnh về. Còn với người dân ở khu vực Nam Bộ thì sẽ vẫn phải hứng chịu nắng nóng trong hôm nay và ngày mai.